trên giấy tờ thì giới tính của tôi và họ tên của tôi vẫn là nữ, còn thể hiện ở bên ngoài của tôi giờ đã như một người nam. Tôi lo sợ điều đấy sẽ khiến cho tôi không được xin bảo hiểm. Tôi không thể quên đó là khi mà đi thanh toán bảo hiểm thì tất cả những cái thủ tục ở đây chỉ yêu cầu là chỉ cần chứng minh thư. Đến lượt tôi thì họ yêu cầu tôi phải có cả sổ khẩu và giấy khai sinh, phải làm cái giấy cam kết là tôi chính là tôi mà tôi đi xin cái giấy xác nhận của xã, của phường, là của công an. Cái điều đấy thì khiến tôi cảm thấy lần đầu thì cảm thấy rất là bối rối, và những lần sau thì cũng có một chút buồn gì đấy.